Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho bạn về hai dự án mang tên là Yết Quay, một dự án là Yết Quay trắng và một cái dự án là Yết Quay vàng. Và cả hai dự án có một cái đặc biệt là cộng đồng hưởng ứng follow cả những cái kênh Twitter và đăng ký cả hai dự án rất là mạnh. À, đối với dự án Yết Quay vàng thì họ chính thức đã hợp tác với cái ví là ví Tone Wallet của là Tone Blockchain nên khi mình đăng ký khai thác cái dự án Yết Quay vàng thì có một cái nhiệm vụ là connect ví tôn wallet mình sẽ nhận là 500k cái đồng ít và đây là cái trang twitter chính của là ít quay vàng thì cũng đang có là 899.834 người theo dõi ở đây và cách đây 3 ngày trước thì bên phía dự án có một cái bài tweet và họ đã ghim là hợp tác với cái ví tôn wallet ví tôn có nghĩa là cái ví ở bên trong cái ứng dụng là À, Telegram này nhé để mà sau này mình sẽ sử dụng lưu trữ cái đồng yết quay vàng và họ có là tăng luôn cả cái kênh twitter của là tôn blockchain và họ có là tăng cả cái kênh twitter của là tôn blockchain và ở trên kênh chính thì họ cũng có rất nhiều cái sự kiện và họ đã à, chia sẻ những cái pool thưởng lên đến, đến là 2.000 đô à, cái đồng tôn và cái trang này thì họ cũng hoạt động đăng tải rất nhiều cái bài viết nhé à, về những cái sự kiện mình đào erop cái đồng yết quay vàng Bây giờ mình sẽ nớt qua về cái trang Twitter của là Yết Quay Trắng. Thì đối với trang Twitter của là Yết Quay Trắng này thì ra mắt cũng vào tháng 4 năm 2024 và cộng đồng thì cũng đang hưởng ứng là 521.677 người theo dõi dự án ở đây và cũng được rất nhiều cái cây OL lớn họ đang follow và cái dự án trước đây mình có giới thiệu cho bạn về dự án đáp New Coin thì cái dự án Dark New Coin cũng đang chính thức là hợp tác với dự án Yết Quay Trắng và cả hai cái trang là ít quay trắng và ít quay vàng thì đều là tích vàng ở trên là twitter và cách đây ba ngày trước thì cái trang cái trang ít quay trắng này thì cũng có một cái sự kiện lên đến là 5.000 đô và ở trên kênh chính thì họ cũng có rất nhiều cái sự kiện và đăng tải rất nhiều cái thông điệp cho cộng đồng về những cái chiến dịch hợp tác với đối tác đây là cái bài là hợp tác với dự án mình khai thác cái đồng là đáp new coin và ngoài ra nữa thì có rất nhiều cái sự kiện và dự án ấy, giới thiệu chia sẻ ở trên cái trang Twitter nếu như bạn nào mình muốn là tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể là lên cái kênh Twitter chính của là cả hai dự án ít quay trắng và ít quay vàng để các bạn cập nhật thêm những cái thông tin chi tiết và cả hai dự án này thì đều có cộng đồng hưởng ứng khai thác rất là mạnh đặc biệt là sau khi mà lót quay đã thành công và niêm yết ở trên những cái nền tảng sàn lớn như là sàn lần hay là Bybit OKX.io và bây giờ thì cái xu thế mà đào quay trên là ấy là một cái trên rất là hot nhé thì ở đây cũng là hai dự án mà cộng đồng rất là lớn nên là các bạn nên đăng ký mình đào à, nếu mà cả hai dự án đều thành công thì là một cái cơ hội rất là tốt cho mình kiếm được tiền từ là hai dự án trước tiên thì mình sẽ nói về cái cách mình đăng ký khai thác cái dự án ít quay vàng trước thì đối với dự án ít quay vàng và ít quay trắng thì mình đều để cái đường link đăng ký ở ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video sau khi mà các bạn bấm vào link ấy, thì nó có chữ là start bạn gõ cái chữ là start này nó sẽ hiện một cái bảng thông báo đối với dự án ít quay vàng thì cái hình thức là nó khai thác hơi khác một chút các bạn sẽ bấm vào chữ là pay ở đây thì nó hợp tác với ví là tôn và nên là khi mình đang nhập vào đấy nó là có một cái nhiệm vụ là connect ví thì mình sẽ nhận là 500k nhé để mà connect thì nó khá dễ các bạn bấm vào đây và nó hỏi mình là chọn cái ví ấy, thì các bạn có thể lựa chọn cái ví là tôn à uh, này để mình uh, connect mình nhận và có rất nhiều cái nhiệm vụ bên dưới để các bạn làm nhiệm vụ. À chẳng hạn ở đây mình đã làm những cái nhiệm vụ mình nhận là uh, join một cái kênh uh, channel nhận là 100k này, là uh, follow trang X nhận là 100k và join cái group nhận 100k và duyệt truyết lại bài viết nhận 150k. Và sau này cũng thể là họ sẽ hợp tác với cả nền tảng sàn bài lần nhé À, bên trên thì là những nhiệm vụ như là các bạn làm để mình nhận chẳng hạn như là cái nhiệm vụ là connect ví tôn wallet hay là mình sẽ nâng cấp cái never mình đào thì mình cũng sẽ nhận được cái phần thưởng là 10k này 200k và 150k để mà khai thác thì các bạn để tên chốt màn hình và các bạn cứ dê nhé nhớ kỹ mình là dê này các bạn cứ dê vào cái đồng quay mà nó hiện ở trên màn hình là cái cái cách mà mình đang khai thác đối với dự án là ít quay vàng chẳng hạn đây mình giữ tay mình dê lì tay lên lên chốc màn hình này thì mình nhận cái đồng quay này và khi mình nhận xong một cái lượt đấy thì nó lại trả thưởng cho mình và nó lại hiện ra thêm một cái lượt mới đó như vậy cái dự án này thì không phải là mình chấm tay màn hình mà bằng cái cách các bạn giữ tay lên chốc màn hình và các bạn dê vào những cái đồng quay mà hiện trên màn hình là mình đang khai thác và cái phần thưởng mình đào được cái đồng quay thì nó hiện ở bên trên cái mục ví à, các bạn có thể nhìn thấy là mình đã đào là bao nhiêu cái đồng yết quay vàng như vậy là cái cách mà các bạn đào với dự án là yết quay vàng nhé và ngoài ra ở cái mục ơn là cái mục để cho bạn làm những cái nhiệm vụ đây để mình nhận thêm những cái phần thưởng à, từ những cái nhiệm vụ mà các bạn đã hoàn thành ở cái mục hai à, hình đồng người thì các bạn bấm đây là cái phần để cho bạn là copy cái liên kết các bạn mang đi giới thiệu cho bạn bè còn ở cái mục bot thì các bạn vào đây thì mình sẽ nhận hai cái lượt miễn phí ở bên này và bên này thì các bạn bấm nút check chẳng hạn mình có 2 trên 3 này đó như vậy mình nhận mình bấm vào đây tiếp là mình nhận tiếp thì nó báo là 0 trên 3 thì hàng ngày các bạn vào đây mình nhận cả hai cái ô mà miễn phí còn bên dưới này là cái phần để cho bạn là mình tăng cái level mình đào cái sản lượng cho nó nhanh nhé chẳng hạn mình đang level 2 mình muốn tăng lên mình phải có là 500 đồng yết quay vàng mình bấm vào đây mình bấm ở nâng cấp này đó như vậy mình đã lên là level 3 à bên dưới này mình cũng bấm đây là mình đã lên là level 3 bên dưới này cái năng lượng cho hồi thì mình cũng bấm đây mình tốn là 500 đồng yết quay vàng thì mình cũng đã lên là level 3 và ở đây thì nó lại cho mình là check lại một cái lượt nữa để mình nhận miễn phí cái dương đó đây là cái dương nhé thì mình bấm cái dương này mình mở này thì mình đã nhận thêm cái đồng yết quay vàng thông qua việc là mình mở cái dương thì cái cách đào các bạn cứ giữ tay chốc màn hình này và các bạn dê vào những cái đồng quay mà đang chạy xuống các bạn dê chúng càng nhiều thì mình nhận càng nhiều và khi mình nhận hết một lượt thì lại hiện ra cái mục mới để các bạn lại dê tiếp vào đây để mình sẽ là nhận cái đồng ít quay vàng còn bây giờ mình nói về cái cách đăng ký và khai thác cái dự án ít quay trắng và khi bạn bấm cái đường link thì cũng hiện một chữ là Start nhé. Các bạn bấm một chữ là Start này. Thì đối với dự án ít quay trắng này các bạn sẽ nhìn thấy nút là Pay ít quay. Các bạn bấm ở đây. Cái dự án ít quay trắng này không khác gì với dự án các bạn đào đồng nốt quay trước đây. Các bạn chỉ cần lấy tay mình kích cái màn hình như này là mình đang khai thác. Các bạn kích hai ngón thì cả hai bên nó đào. Các bạn kích ba ngón thì cả ba ngón nó đào và các bạn có thể là kích cả năm ngón tay thì cả năm ngón tay mình đều đoạn đào và nó sẽ nhanh hơn so với việc là các bạn kích một ngón tay và cái mục ơn này cũng là cái mục để cho bạn làm nhiệm vụ nhé chẳng hạn ở đây mình đã làm cái bên trên này là mình nhận thưởng và cái bên dưới mình follow trang twitter dự án này và cái này thì mình join kênh channel dự án mình nhận là 100 đồng à, 100 nghìn đấy và cái mục này ấy là khi mình đã đăng ký khai thác cái dự án là đáp thì mình cũng nhận thưởng vì cái dự án ít Quay Trắng và dự án W Quay là hai dự án đã hợp tác với nhau và bên dưới này có sự kiện là join và làm nhiệm vụ là ăn chia phần thưởng là 5.000 đô ở đây mình đã nâng cấp lên level 2 nếu các bạn muốn ăn nâng cấp thì mình cần phải chi trả cái đồng Yết Quay Trắng các bạn bấm vào đây nó hiện là confirm thì mình bấm đây mình xác minh cái việc là mình nâng cấp như vậy mình đã lên level 3 và khi nào các bạn đào là một triệu đồng yết quay trắng thì mình sẽ mở khóa cái mục là, là TabBot này thì nó sẽ là kích đào tự động mình không phải là đào bằng tay và để lấy cái liên kết đi giới thiệu cho bạn bè thì bạn bấm cái hình có hai đầu người đây để bạn bấm vào đây mình sẽ sao chép liên kết và giới thiệu cho bạn bè tham gia đăng ký khai thác như vậy thì hàng ngày bạn chỉ cần vào đây mình kích hoạt bằng cách là mình đào thủ công và sau khi mình đào nhiều cái đồng yết quay này thì các bạn có thể là mở khóa cái mục là tabbot để mà mình đào tự động và có rất nhiều cái nhiệm vụ đây thì các bạn roi vào để mình hoàn thành mình sẽ nhận thêm cái phần thưởng là đồng yết quay trắng ở cái mục roi team này thì các bạn cũng thể là roi vào những cái cộng đồng mà người ta đã tạo sẵn đây hoặc là các bạn bấm vào đây để mình sẽ tạo cái cộng đồng riêng như mình để mà những thành viên khác thì họ sẽ roi cái cộng đồng của mình và như vậy mình đã giới thiệu bạn về cả hai cái dự án là yết quay trắng và yết quay vàng. Thì đây cũng là hai dự án mà cái lượng cộng đồng đấy đăng ký khá là mạnh thì nó cũng là dự án rất là tiềm năng nên là các bạn không nên bỏ qua thì bạn nên đăng ký để mình khai thác cả là hai dự án. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video dẫn mình cũng xin là dừng video đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.